Vậy là ông cần tìm đầu bếp hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà tụi tôi chỉ thích đầu bếp ở trong cái quán này thôi. Dạ, chú cứ yên tâm, thấy không? Chúng tôi sẽ trả lương cao hơn ở đây. Thấy không? Nếu chú biết đầu bếp ở trong quán này á, thì cứ làm ơn giới thiệu cho chúng tôi. Ngày khai trương, tôi mời chú tới ăn miễn phí. Đó. Này, đi chợ rồi mua sắm thêm một vài thứ không? Được cậu, được. Cả nhà tụi tôi cũng đi chung à. Không, hai người thôi, hai người đủ rồi. Hai người, rồi tôi không đi, ai trả tiền cho? Tôi sẽ đi đặt một cái bảng hiệu thiệt lớn cho quán ăn nhà mình. Đó, rồi tôi quyết định đổi tên quán Hai Đô thành quán ăn Tây. Hay. Đẹp quá con ha. Dạ. Đây nữa nè.
Cô ơi, tôi thấy bộ đồ này rất hợp với dáng của cô á. Trạch ơi, cậu nói thiệt không? Thiệt, bảo đảm với cô. Bận vô một cái là người này bít cửa với cô luôn. Thử thôi là giống bà chủ rồi, chứ đừng nói là thiệt. Không cậu ơi, cậu đừng chọc tôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với cô mà. Má, má, má. 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 Coi coi, cái gì? Coi được không? Mình còn đi mua đồ mà. Mày đi đi. Có cái chuyện chọn đồ thôi à, hai đứa chọn cũng được rồi. Thôi, đi luôn đi. Đi đi. Rồi mua rồi á, chờ tao ngay cái chỗ tính tiền ở ngoài á, nghe không? Trời ơi, má. Thôi mình đi nha, mình đi đi. Hả? Chưa hả? Dạ. Anh đó nha, nhất định anh sẽ lấy một chai đem về pha chế cho em ăn, bảo đảm em sẽ thích liền. Tôi hay làm loại tương này á cho bà nhà tôi ăn. Hồi đó gia đình bà còn nghèo, đâu có đầy đủ sẵn như bây giờ đâu mà ăn, nên ông tự tay làm tương ớt cho bà ăn đó. Ủa, thiệt vậy hả bác? Đúng rồi. Chính chỗ đó rồi bà ăn á, cái bà thương tôi tới bây giờ á. Có gì kỳ đâu để kể cho cháu nó học tập, chứ gì đâu bà lại kỳ quá. Mối tình của hai bác vui quá à. Vì cha tương ớt mà hai bác thành vợ thành chồng, nhìn hạnh phúc ghê ha. Thì mong các cháu sau này á cũng như bác vậy á, hạnh phúc vậy nè. Dạ. Bà đi nghe hai cháu. Dạ. Thôi đi bà. Em, anh với em á, mình đi mua sắm vậy nè. Anh nghĩ á, các họ nghĩ là mình là vợ chồng sắp cưới với nhau á. Ai nói vậy? Anh nghĩ vậy thôi. Nếu mà họ không nghĩ mình sắp cưới nhau thì cũng nghĩ là anh với em đang yêu nhau. Vô lần sang đi. Anh mua nhiều đồ hộp vậy? Em đọc được chữ này không? Thôi. Chữ gì không hiểu? Em không hiểu là đúng rồi. Đây là thức ăn á, nó ghi toàn tiếng Tây không? Chỉ có người Tây mới đọc được thôi, đúng không? Mình là người Việt Nam mà, chứng tỏ đây là thức ăn của người Tây. Mà ba của em á thích kinh doanh đồ ăn Tây, vì vậy mà anh phải mua những đồ này làm nguyên liệu, hiểu chưa? À, hiểu rồi. Vũ, Vũ. Rồi. Má mua chi nhiều vậy? Trời ơi, tao lựa tao nói đổ mồ hôi mới được nhiêu đó đó. Đây nè, coi nè, tao nói cái nào cũng thấy mê hết trơn à, ưng ý lắm đó.
Nè, đó. Đó, thấy không? Nè. Cái này đẹp không? Thôi, thôi ra tính tiền đi. Mua gì mà tính luôn cho. Đi. Nghĩ sao vậy? Má của em á, rất đẹp. Nhưng mà em đẹp hơn má gấp trăm lần luôn á. Dạ. 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 Hai phụp là. Nhú, cái bánh mì xúc xích lẹ lên. Dạ. Lẹ con. Dạ. Dạ, chú cô ngon miệng. Kiểu gì thêm không cậu? Dạ. Món này ngon lắm à. Cho dĩa thịt nguội đi. Dạ. Nè mấy đứa ăn đi. Nè ăn, ăn đi ăn. Mày ăn mày trong mặt mày giặt đám của mình nữa. Từ mày ơi. Giờ xuống. Từ. Ăn đi con. Cho dĩa la đi ăn. Dạ đợi chút ăn. Dạ. Dĩa tính tiền. Chào con. Con ăn có ngon không? Cô chú ăn có ngon không? Dạ ngon. Dĩa tính tiền bằng này chứ. Ăn gì anh? Ngon quá trời. Ở đây chú gì vậy? Cô đợi chút nha. Dạ. Ăn lẹ đi. Mọi người đừng kẹo quá nữa mệt mệt. Dạ, chào. Quý khách ăn có ngon miệng không à? Dạ ngon. Dạ ngon. Dạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán của chúng tôi. Dạ, xin mời quý khách vào trong à. Bác hai có bán bánh mì không ạ? À? Dạ thưa quý khách, dạo quán của chúng tôi cũng có bánh mì nữa. Dạ thưa bác hai, con có nhiêu rê tiền, con có ăn được đồ tây không ạ? À? Ừ. Nè Bin, ăn đi con. Ăn đi con. Ăn đi con. Bánh mì còn đâu? À, chỗ này ăn cũng được. Dạ, mời cậu. Ăn ngon nha em. Tính tiền đi. À, dạ. Quang, ăn nhiều vô em. Lan, nè con. Dạ. Con cứ giả cho má. Anh ăn đi. Lâu quá không gặp. Ủa? Tính tiền đi chị. Dạ thưa anh, ở đây mỗi người 20 ngàn. Bốn người á là không chỗ này ăn cũng được lắm nha. Đi ăn miếng bánh mì nhỏ bằng lòng bàn tay à. Coi là con có tính độ chứ. Cảm ơn. Bếp đang làm dạ, à. Thưa quý khách. Có đồ ăn thì em chờ lâu quá. Dạ chờ chút chị. Ở đây là thức ăn tây thì nó phải mắc hơn thức ăn ta. Ba miếng bánh mì này mua đâu chẳng được. Nhà tôi đầy ra đó. Tây đâu mà tây. Dạ thưa, quý khách đã đọc cái tên quán của tôi chưa? Thức ăn ở đây là làm giống y như là ở bên Tây vậy đó. Nó hơi mắc. Ai nói là đồ ông Tây? Cô coi nè, toàn là đồ hộp trong siêu thị không à. Vậy mà cô cũng quảng cáo là đồ ông Tây nữa. Quảng cáo vậy đó. Dạ, quý khách thông cảm. Ở đây chắc có cái sự hiểu lầm gì đó. Tại vì đầu bếp của tụi tôi ở đây á toàn là đầu bếp xịn không à. Vậy mà đồ Tây của cô. Trời ơi, sao khách người ta than phiền đó là cậu cho người ta ăn toàn là đồ hộp không vậy? Ờ, thì vậy mới chính hiệu là đồ ăn Tây chứ. Trời ơi. Má nè má, đâu có chữ tiếng Việt nào đâu. Đồ ăn của người ta toàn tiếng Tây. Còn ở bên nhà hàng Tây cũng vậy nữa hả? Ờ, đúng ạ. Dạ đúng ạ. Dạ thiệt. Tạm được anh ha. Dạ, xin quý khách lưu ý. Dạ, kính thưa quý khách, quán ăn của chúng tôi là sử dụng toàn là đồ ăn Tây chính hiệu. Nếu mà không tin á, quý khách cứ nhìn thử trên cái vỏ hộp này nè. Toàn là tiếng Tây không chứ, không có cái tiếng Việt nào hết trơn á. Ờ,
đồ hộp mà tính giá cái cổ về thôi bà con. Ủa, về đi. Ủa, nè sao vậy? Sao vậy anh chị ơi? Trời ơi, nè. Ủa, anh ơi. Ủa, tính tiền rồi mới về chứ. Trời ơi, tặng đâu, cò đâu, tính tiền. Trời ơi, làm sao giờ đây, ông lúa ơi, ông hai lúa ơi. Trời ơi, chết rồi. Bật mới lên nữa nghe. Thì bán đồ hộp mà bán. Bán giá cái cổ gì đó. Đồ ăn tay. Mày đặt cái bản đồ ăn tay. Mời mời treo đồ dê bắn cho chó. Mời đi về đi. Mời mời lại ăn nữa nghe chị. Không bao giờ tôi tới cái quán này nữa đâu. Về ăn cái cây còn ngon hơn nữa em. Mình nè. Thôi về. Về đi, cháu đưa trái cây cho ăn nè. Má con bà làm gì mà khách ta bỏ cho về hết trơn vậy? Tôi đâu có biết cái gì đâu. Tôi vừa đưa cái hộp này cho người ta coi. Xong rồi cái tự nhiên mọi người đứng dậy đi về hết trơn à. Chuyện gì vậy má? Khách ăn của mình. Xong rồi đi về không ai trả tiền hết trơn á con. Hả? Ủa? Cái vỏ của má? Trời ơi. Ông ơi. Gì? Tiền để mất hết trơn rồi. Tiền gì? Tiền bán hàng chứ tiền gì. Bà để đâu? Tôi để đây nè. Trời ơi là trời. Mày kiếm phụ má mày coi. Trời. Tiền bạc xong chịu cẩn thận để tầm bậy tầm bạ vậy. Thì để đó chứ biết đâu. Kiếm kỹ coi. Tía, má. Hả? Đâu, đâu bếp. Đi, đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Đi đâu? Con không biết. Trời ơi. Tía, có khi nào nó lấy theo dõi tiền nhà mình không tía? Nó chứ ai. Trời ơi. Trận đầu ai vậy? Bà hay quá ha. Mới vừa về tới nhà là kiếm chuyện rồi. Ở nhà đứa nào chọc bà? Bà giận cá rồi bà ra bà chém thớt. Ai chọc? Ông chứ ai? Suốt ngày chỉ có ăn với chơi. Chắc không sốt ruột ha. Đúng là bà chằn. Đây nè. Coi đi. Đọc đi. Điện nè, nước nè, điện thoại nữa nè. Trăm thứ tiền. Mà tháng này á còn tăng hơn tháng trước nữa. Vậy á, đi thôi. Về tới cái quạt nè, tivi nè, máy lạnh nè. Đó, đủ thứ chuyện hết á. Tôi ở nhà thì bà cũng la. Mà tôi đi á, bà cũng kiếm chuyện. Giờ bà muốn sao á, bà nói tiếng đi. Nhà có mấy cái tàu há mồm mà không có đứa nào á có công ăn chuyện làm gì hết á. Mà ở thành phố tốn kém đủ chuyện hết trơn á. Cứ cái đà này nè, ăn xài kiểu đó đó hả, tới núi bây giờ á cũng lỡ hết nữa chứ đừng nói mà tới mấy thằng bạc lẻ của ông. Sao vô? Bãi cò đám tàn đâu? Họp khẩn cấp. Ủa tía má, gia đình mình họp khẩn cấp chuẩn bị đi nghỉ mát tiếp hả? Nghĩ cái đầu mày. Em cũng mày. Vậy á. Tất cả nghe nè. Kể từ ngày hôm nay trở đi,
đàn ông con trai trong nhà này 2 ngày tắm 1 lần để tiết kiệm nước. Thôi thôi, dơ lắm luôn á. Anh Bảy ngày tắm 4 lần á. Tao cấm mà, từ nay tao cấm 2 đứa. Thôi thì cái chuyện nước á, ông tính vậy nghe cũng được. Nhưng mà bây giờ cái chuyện điện nè, ông tính làm sao nè? Bây giờ tao phần điện. Bởi vậy mà chừng nào mà trong gia đình này nè, ngồi một chỗ đầy đủ mặt thì mới mở quạt, còn không thì thôi. Chứ không phải mỗi người một cái, mỗi người một cái. Tới tháng tính tiền điện, ai bị la, ai bị chửi? Tao nè, tao bị ta la, tao bị ta chửi nè. Vừa bổn tôi mấy chưa? Thì thôi, gia đình mình đó, ai nấy dọn đồ về quê hết đi. Đó, ở dưới thì có muốn tắm sông á, muốn tắm rạch á, muốn tắm gì tắm. Sợ tốn điện á, sợ nóng á, thì có gió thổi đó, vậy cho chắc ăn. Dọn đồ về quê hết đi. Mày hay quá. Vậy cho chắc. Đồ ngu, về quê đi ăn mày hả? Nhà mình đã lên đời rồi, lên thành phố rồi, bây giờ về quê mặt mũi đâu mà nhìn bà con lối xóm, cho ta cười thúi đầu à. Cho ăn học gì mà ngu. Chị ba vô cả đi chị ba. Ôi chị hai, khỏe không chị hai? Ủa lâu quá sao không thấy chị ghé em vậy? Hôm nay làm món bít tết cho ông xã hả chị hai? Nhiều ký vậy? Dạ 90. Sao mắc vậy? Mỗi khi mua có 75 mà. Trời, thịt tươi mà chị. Yên tâm đi, cái ruột mà ăn không có mắc chị đâu. Nhà chị á, mà ăn cái loại này mới thích hợp với nhà giàu như chị. Heo với bò giờ toàn là lỡ bồn lông móng không à. Thôi, ăn cá cho chắc ăn. 9.000 một lần. Trời, vậy là mất tao 90.000. Mua cá đi cô. Cá này nhiêu ký vậy? 35.000 cô. Còn cái cá này? Dạ 18.000. Cá này nhiêu? Dạ 12.000. Còn cá đó? Dạ 45.000. Mua giùm con đi cô. Cảm ơn nha. Thò, dạ. Lấy cái chén tía mày coi. Dạ. Thôi, thôi khỏi bới. Để tao uống rượu không được rồi. Ủa? Sao không chịu ăn đi? Có thịt đâu tụi con ăn. Tía, má, con muốn về quê. Chịu khó ăn đi tụi con. Kể từ bây giờ á là phải biết tiết kiệm. Nếu không á, chỉ cần vài bữa nữa thôi, hết tiền rồi là phải về quê đó. Thôi ăn đi con, ráng ăn đi con. Ăn đi Tằng. Làm cái gì vậy? Má, may quá. Bữa ăn này á y chang thực đơn kia của con luôn. Chỗ này con mập lắm phải không má? Ăn mày.
sao rồi, đêm hôm khuya khoắt rồi ông không vô nhà ngủ mà ngồi đây làm gì hoài vậy? Bữa nay tôi thấy mệt ở trong người. Ông biết tôi kêu ông vô làm gì nói mệt. Đi vô, tôi tính bàn với ông công chuyện chút xíu. Chuyện gì mà bàn trong lúc ăn đêm hôm khuya khoắt không ngủ nghe bàn tán gì nữa? Bàn gì ngồi đây bàn luôn đi. Ông, tôi suy nghĩ kỹ rồi, nhà mình sẽ mở quán cà phê. Tính mở quán nữa hả? Ừ, tôi tính tạo công ăn chuyện làm cho cả nhà mình. Thôi dẹp, dẹp ba chuyện đó đi. Mở quán cà phê, mở quán nhậu, mất vợ như chơi. Ông nói nghe mắc cười quá. Trời ơi, ông dòm lại coi tôi đi. Già chát rồi chứ bộ trẻ chung gì nữa ha. Ma nào dòm tới tôi nói chuyện mất vợ. Biết sao được. Thôi để mai tôi đi khảo sát rồi tính. Thiệt ha? Ừ. Đói quá tụi con ngủ không được má ơi. Thôi gán dậy ăn cơm nguội bữa đi con. Mai á tía tụi bay có chuyện làm rồi, tha hồ mà ăn ngon. Trời ơi con chết luôn. Trời, cái thằng làm hết hồn hết vía. Thôi mày, đó bóp. Cái mặt của mày, cái kiểu của mày vậy là tao biết mày muốn gì rồi à. Muốn gì, cái gì má đây? Má, cái gì nữa đây? Má cho con. Cho cái gì? Cho con tiền. Đi thôi à. Về cái cho con tiền. Mày có nhiêu đó à? Mày với thằng Tám Tặng tối ngày thậm thà thậm thục. Thôi mày ơi, làm giọng thấy ghét rồi. Ờ, tía mày đi hồi sáng rồi ông về hồi nào à? Về sớm lận má. Vậy hả? Dạ. Má cho con tiền. Vợ nhiêu? Dạ tùy má, nhiêu cũng được. Hãy nói là tôi đưa, tôi nghe được thì tôi đưa. Nhiêu? Dạ 20. Mày á, tối ngày á, mày cứ chơi á, y như à, mày đố tao á, hễ nói, cái mày lật lại, cái nói, cái mày lật lại. Làm sao? Dạ, 20, một đứa. Dạ, 2 đứa là 40. Nè, chơi bữa nay nữa thôi nha. Ít bữa nữa nhà mở quán á, là ở nhà đặng canh chừng quán phụ tôi á. Mở quán điện tử hả má? Mày hễ hở ra là có nhiều đó hả? Tao mở cái khác chứ mở điện tử hả? Tối ngày mày với thằng Tám Tàng bấm bấm xèo 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 vậy nè, tối ngày cái sập tiệm tao luôn à. Tao mở quán cà phê. Quán cà phê? Ừ. Cà phê ôm hả má? Nữa à? Cha nào con nấy. Thôi má ăn đi. Đi ghét.
Dạ. Đố ông bạn, bữa nay con nào lên giá cao nhất? Ông cứ đoán đại đi. Thằng Chả tính thử ông đó. SBC. Con đó mấy bữa rài đóng băng rồi. Thiệt đó. Để rồi xem. À, trúng rồi, trúng rồi. Có chuyện gì mà vui dữ vậy bà chủ? Mừng. Trời ơi, SBC mấy này lên giá. Mấy anh biết không, tôi tưởng mình lỗ, không ngờ mình còn lời nữa. Trời ơi, mấy ngày nay tôi thốt tim ra ngoài luôn vậy đó. Ông hay thiệt đó. Từ mai phải đi theo hai lúa để học hỏi nghe chưa? Con nói rồi, mình về xẻo lá, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cha mày, đừng có nói nữa, ổng nghe chết à. Mà nhà mình á, mà dọn về quê hả, người ta cười thối đầu luôn. Cười chán á thì hết cười. Dư quê xuống muốn chết. Cái gì cũng có sẵn hết. Thôi, đừng có cãi nữa. Lo đi nấu cơm đi cho tía mày ăn. Vô lấy điện thoại ra cho má. Đi xuống nấu cơm đi. Alo, Măng nghe. Alo, Măng hả? Ừ. Lụ nè. Măng khỏe không Măng? Khỏe. Tưởng khách ai ngờ đâu. Lụ cũng khỏe. Ê, Cốt nè. Chị, không chứ. Phải, giỡn từ hết. Chị, dạ. Chị. Măng hả, giỡn từ hết nè. Làm người Sài Gòn cái quên dân quê tụi tôi luôn phải không? Bậy à. Bữa nào rảnh lên chơi ha. Lên đâu? Lên Sài Gòn hả? Ừ. Trời ơi, ông hay lúa còn lúa không vậy? Bà hỏi theo nghĩa nào? Ôi, cái cốt nhà quê làm sao mà bỏ được. Bà nơi lột xác lên đời á, 8 lần giờ cũng không có bỏ được nữa. Tôi nói hả? Nhưng mà tiền bạc á thì nó teo tóp. Tại vì từ hôm trước tới nay không có mần được cái gì hết trơn à. Em chưa nói. Alo, lũ nè Măng. Ủa mà kêu tụi tôi lên trển chi vậy? Ôi, thì cứ lên, thêm chén thêm đũa chứ có làm sao đâu mà. Vậy hả? Thôi tới giờ tụi tôi ra ruộng rồi. Rồi. Mà nè. Mình chưa cúp máy, bà cúp máy trước mình rồi. Ủa, trời đất ơi, đã không tiền không bạc mà còn rủ người ta lên đây làm chi vậy trời. Dạ. Chú mua báo gì vậy? Để coi. Hey.
Được. Nhiều cô? Dạ, của chú 18.000. Dạ đây. Dạ, cảm ơn. Chú cầm trước. Con gọi chú đủ tiền. Ừ, cảm ơn nha. Làm gì mà đứng đây mà gình gình mò mò không chịu vô nhà làm gì vậy? Tía làm sao má? Làm sao là sao? Tía mua nhiều báo lắm, đọc từ sáng tới giờ, mặt mày nhăn nhó giống như bị đau bụng vậy. Trời ơi, rồi sao mày không chịu vô hỏi tía mày coi? Thôi thôi đuổi ra má. Tía la chết. Trời, dữ không? Vô, vô coi, mà... vô coi cái gì vậy? Xe đưa giàu sang từ ngày miền đất bán đi
bà con lạc mắt thấy thằng cu nó lên đời. Con gà tức nhau tiếng gái, tức nhau tiếng gái đua nhau lên đời. Bó cày bó ruộng bó trâu, tàu xe đời mới chứ ai giới đời. Bao lần lúa tôi quyết chí, lúa tôi quyết chí hơn thua giới đời. Trắng tay mới chợt nhận ra, nghề nông là gông quanh năm cây cài. Trắng tay mới chợt nhận ra, nghề nông là gông quanh năm cây cài.